con đường tơ lụa mới của Trung Quốc sẽ là mối đe dọa với trật tự thế giới. Xin chào, kính chào quý khán giả thân mến đến với bản tin phân tích của chúng tôi vào ngày hôm nay, ngày 2 tháng 4 với Ngọc Long và Nguyên Ngọc. Kính chào quý vị, Nguyên Ngọc cũng rất vui được đồng hành cùng với Ngọc Long và quý vị trong hành trình sắp tới. Hy vọng gương mặt mới của kênh cũng sẽ làm vừa lòng quý vị. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về chủ đề gì vậy Ngọc Long? Vâng, thưa nguyên Ngọc thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về vấn đề con đường tư luận mới của Trung Quốc có phải là mối đe dọa đối với trật tự thế giới vâng kính thưa quý vị gần đây các thành viên của ủy ban đặc biệt mới của hạ viện về cạnh tranh giữa chiến lược hoa kỳ và trung quốc đã bắt đầu sử dụng âm thi trong chữ tires có nghĩa là đe dọa vốn rất hiếm được nói đến khi đề cập đến đảng cộng sản trung quốc là bởi vì rất nhiều người trong giai tầng chính trị hoa kỳ ủng hộ việc bang giao với trung quốc chứ không phải là đối đầu và do đó vì lợi ích thương mại đã bỏ qua sự gây hấn và hiếu chiến ngày càng tăng của trung quốc Kính thưa quý vị, ông Stu CVRK là thuyền trưởng về hưu sau 30 năm phụng sự của Hải quân Hoa Kỳ ở nhiều vị trí chính quy và dự bị khác nhau. Ông cũng có kinh nghiệm hoạt động đáng kể ở Trung Đông và Tây Thái Bình Dương và ông đã viết về mối đe dọa của con đường tơ lụa mới Trung Quốc, còn được gọi là sáng kiến một vành đai một con đường hay BRI như và bạch tuộc trong bài bình luận chính trị của mình. Theo đó, Hải quân của Trung Quốc hiện có nhiều chiến hạm hơn Hải quân Hoa Kỳ và đang sử dụng những chiến hạm này để đe dọa Đài Loan và các nước láng giềng khác mà không bị trừng phạt. Ngoài ra, Trung Quốc tiếp tục thử nghiệm hệ thống oanh tạc quỹ đạo phân đoạn sử dụng đầu đạn lướt siêu thanh và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Có một sự bùng nổ phát triển hạt nhân của Trung Quốc và giờ đây Bắc Kinh có nhiều bệ phóng hỏa tiến liên lục địa trên đất liền hơn Hoa Kỳ và vẫn đang tăng lên. Tất cả những điều kể trên không còn là một thách thức, đó là một mối đe dọa. Vươn vòi tới hàng chục quốc gia, kính thưa quý vị, các sáng kiến chiến lược khác nhau của Trung Quốc cũng nhằm thay thế Hoa Kỳ trở thành siêu cường quốc thế giới. Trong đó có sáng kiến con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, vươn tới hàng chục quốc gia trong thập niên qua. Trong quá khứ, con đường tơ lụa là con đường liên thông giữa hai lục địa Á Âu. Những thứ như tơ lụa, đồ gốm quý giá của các vương triều Trung Hoa và các nền văn minh cùng các nghệ thuật, tin ngưỡng đặc biệt của hai phương Đông, phương Tây không ngừng giao thoa qua lại với nhau. Con đường này tràn ngập nguy hiểm và các cơ hội giao thương. Phía đông bắt nguồn từ thành Trường An Triều Hán, phía tây đến thành Rome của La Mã. Nó đã đem hai đế quốc mạnh nhất trên vùng đất này liên thông với nhau. Bởi vì hoạt động thương mại lấy tơ lụa tinh mỹ làm chủ, cho nên các học giả hậu thế bèn gọi nó là con đường tơ lụa. Vâng, đó là trong quá khứ, còn hiện tại con đường tơ lụa mới của Trung Quốc thì sao thưa quý vị? Con đường tơ lụa mới của Trung Quốc không còn lấy tơ lụa tinh mỹ làm chủ, thay thế vào đó là việc mở rộng toàn cầu một mạng lưới giao thông nối liền nhau do bắc kinh kiểm soát bao gồm các hải cảng các tuyến đường sắt đường bộ và cơ sở hạ tầng viễn thông các mục tiêu là bảo đảm sự tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết để thúc đẩy ngành công nghiệp trung quốc tạo thị trường ở hải ngoại cho hàng hóa và dịch vụ thành phẩm của trung quốc và sử dụng nhân công trung quốc trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở hải ngoại điều này sẽ gây ảnh hưởng địa chính trị có lợi cho trung quốc giữa các quốc gia tham gia sáng kiến này con đường tư luận mới không phải là một tuyến đường đơn lẻ mà được trù hoạch và xây dựng trong một số trường hợp dưới dạng một mạng lưới hoặc một hệ thống có tuyến đường bộ và đường biển trên khắp thế giới. Một tuyến đường địa cực xuyên qua Bắc Cực của Nga thậm chí còn là một khả năng được dự trù như được lưu ý trong báo cáo của một vành đai một con đường. Một tuyến đường sắt từ cảng Sudan xuyên châu Phi đến đắc cổ Senegal sẽ tạo điểm tựa cho một mạng lưới khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên tương đối chưa được khai thác ở khắp lục địa châu Phi. Theo báo cáo của Sirap Briefing, một khoản đầu tư giá trị khoảng 3,3 tỷ đô la Mỹ của Trung Quốc vào cảng El Hamdania ở Algeria sẽ biến cảng này thành một trong những cảng lớn nhất trên biển Địa Trung Hải. Cảng đó sẽ được kết nối với một mạng lưới đường sắt qua Sahel và Sahara, cũng như đường cao tốc Đông Tây mới trị giá 12 tỷ đô la Mỹ, nối Algeria với Morocco và Tunisia. Trung Quốc cũng đang thèm muốn các cảng Địa Trung Hải ở Nam Âu, bao gồm cả Piraeus, Hy Lạp và các dự án ở Tây Ban Nha và Ý. Tính đến tháng 3 năm ngoái năm 2022, sáng kiến này đã lôi kéo được 151 quốc gia chính thức ký biên bản ghi nhớ sơ bộ với Trung Quốc với tư cách là những nước tham gia hợp pháp, trong đó có tất cả 50 năm quốc gia châu Phi và cả 18 thành viên của Liên minh Âu châu. Đây là các khoản đầu tư hay là sự mua chuộc? Các khoản đầu tư của Trung Quốc khuyến khích các chính phủ ủng hộ hoạt động của Trung Quốc trong cộng đồng quốc tế này cũng như là tán thành các quan điểm của Trung Quốc trong các tổ chức kinh tế, công nghệ, tiêu chuẩn và luật pháp quốc tế khác nhau, rõ ràng là các khoản đầu tư trong sáng kiến của Trung Quốc có thể coi là sự mua chuộc, hay chính xác hơn là sự kết hợp giữa chiến tranh kinh tế, tâm lý và chính trị. Xét cho cùng, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã thúc đẩy sự trỗi dậy của Quân giải phóng nhân dân PLA và tiến trình hiện đại hóa nhanh chóng quân đội này trong vài thập niên qua. Khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển, năng lực của PLA trong mọi lĩnh vực chính cũng tăng theo, cũng như là khả năng và xu hướng của PLA trong việc khai triển sức mạnh và uy hiếp các nước. Các lĩnh vực kinh tế và quân sự của Trung Quốc gắn bó chặt chẽ với nhau, bao gồm việc phát triển và khai thác công nghệ lưỡng dụng nhằm đẩy nhanh các chương trình hiện đại hóa PLA như một phần của chiến lược lâu dài về sự kết hợp quân sự dân sự. Các nhà khoa học Trung Quốc tham gia nghiên cứu chung với các trường đại học Hoa Kỳ, điều này gần như là chắc chắn đã được góp phần cải thiện khả năng của PLA và đó không phải là một thách thức lớn nhất đối với Hoa Kỳ, đó là một mối đe dọa rõ ràng. Tương lai nước Mỹ sẽ ra sao? Theo trung tâm nghiên cứu Pew, dân số thế giới sẽ đạt gần 11 tỷ người vào năm 2123, nếu mối đe dọa kinh tế và quân sự của Trung Quốc tiếp tục bị bỏ qua như người ta thấy đã xảy ra trong hầu hết 3 thập niên qua và không có một đường hướng hành động rõ ràng để chống lại mối đe dọa từ Trung Quốc. Mỹ sẽ bị cô lập khỏi nhiều hoạt động thương mại quốc tế bởi vì Trung Quốc sẽ hoàn thành con đường tơ lụa mới và thống trị thương mại trên mọi lục địa lớn. Người Trung Quốc sẽ thống trị trật tự thế giới, ảnh hưởng địa chính trị của Hoa Kỳ sẽ bị thu hẹp đáng kể bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có khả năng cố gắng gây ảnh hưởng chính trị tối đa thông qua cưỡng bách kinh tế và mua chuộc. Con đường tơ lụa mới đã đi vào ngõ cụt. Tuy nhiên thưa quý vị, gần đây lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã ít khoe khoang về tiềm năng của sáng kiến Vành đai và Con đường và nói một cách khiêm tốn hơn về cải tổ và cắt giảm, mặc dù trước đó ông Tập đã ngợi ca BRI, con đường tơ lụa mới này của Bắc Kinh là dự án của thế kỷ và điều này sẽ thay đổi cán cân quyền lực và ảnh hưởng của toàn cầu. Sáng kiến này dường như đã không đạt được mục tiêu ban đầu cũng như là những nỗi lo sợ mà nó từng gây ra rộng rãi ở phương Tây. Vậy nguyên nhân là gì? Ngay từ đầu, sáng kiến BRI luôn có cảm giác giống như mafia. Bắc Kinh sẽ tiếp cận các quốc gia khó khăn ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ, Trung Đông và ngoại vi châu Âu, đồng thời cung cấp các khoản vay cho các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng, gồm các cảng liên kết đường sắt, đập, đường xá, vân vân. Các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc sẽ thu xếp tài chính và các nhà thầu Trung Quốc sẽ thực hiện các dự án và khi các dự án này hoàn thành thì sẽ quản lý chúng. Nếu nước chủ nhà không thanh toán thì các dự án sẽ thuộc vào quyền sở hữu của Trung Quốc. Dù bằng cách nào thì Bắc Kinh đã giành được ảnh hưởng và đòn bẩy đáng kể đối với các quốc gia tự cho phép mình bị can dự. Kể từ lần đầu tiên ông Tập lên nắm quyền vào năm 2012, Trung Quốc đã thực hiện hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ đối với các khoản cho vay như vậy ở 150 quốc gia, đưa Trung Quốc trở thành chủ nợ chính thức lớn nhất trên thế giới. Tuy vậy giờ đây kế hoạch này đã bị gặp rắc rối. Khả năng vỡ nợ và rắc rối tài chính Quý vị thân mến, thực tế cho thấy các dự án được chọn vì những lý do chính trị và ngoại giao chứ không phải vì lý do kinh tế. Nhiều lỗ lực trong số các dự án này luôn mập mờ và giờ đây rõ ràng là chúng không thể mang lại đủ doanh thu để hỗ trợ các khoản cho vay. Ví dụ như ở Sri Lanka, ngay cả trước khi đại dịch Covid-19 phong tỏa hoạt động thương mại, một cảng xây dựng trong khuôn khổ của sáng kiến đã thiếu lưu lượng giao thông để đáp ứng các điều khoản của khoản vay và đã trở thành nợ xấu. Ngay cả khi các ngân hàng quốc doanh có liên quan của Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng tuyên bố như vậy. Những điều tương tự đang xảy ra trên toàn bộ tổng dự án này. Pakistan, một trong những nước đã tham gia sáng kiến lớn nhất cho đến nay, đã không thực hiện được các nghĩa vụ của mình đến mức nước này phải nhờ đến quý tiền tệ quốc tế để được cứu trợ. Các nhà kinh tế tại Ngân hàng Thế giới ước tính rằng hiện khoảng 60% tổng số các khoản vay BRI liên quan đến các quốc gia gặp khó khăn tài chính các khoản cho vay ở châu Phi dường như là đặc biệt rủi ro. Ngay cả trước tin tức mới nhất về khả năng vỡ nợ này, các chủ ngân hàng Trung Quốc đã cảnh báo Bắc Kinh tính khả thi về tài chính và kinh tế của các thỏa thuận BRI. Một số chủ ngân hàng lo ngại đến mức họ khăng khăng đòi Bắc Kinh mở rộng áp dụng một số khoản vay với nhan đề do chính sách chỉ thị để làm rõ quyết định cho vay này đến từ Bắc Kinh, chứ không phải do quản lý của ngân hàng. Trong một thời gian dài, Bắc Kinh đã từ chối thừa nhận những rắc rối tài chính, các quan chức đã gây áp lực buộc các nhân viên ngân hàng tránh đề cập đến các khoản nợ xấu hoặc vỡ nợ. Thay vào đó, các ngân hàng được khuyến khích giữ cho những bên đi vay tồn tại bằng cách kéo dài thời gian đáo hạn của các khoản vay mà theo thuật ngữ ngân hàng được gọi một cách hoài nghi, đó là gia hạn và giả vờ. Bắc Kinh từ chối hợp tác Đứng trước khó khăn về tài chính, đáng ngạc nhiên là Bắc Kinh lại từ chối hợp tác với các nỗ lực của phương Tây thông qua câu lạc bộ Paris của nhóm các nước G20 để đàm phán lại các khoản vay gặp khó khăn. Vậy nguyên nhân là gì? Không nghi ngờ gì nữa, giới chức lãnh đạo Trung Quốc muốn tránh thừa nhận một cách lúng túng rằng các khoản vay BRI có vấn đề, nhưng có lẽ việc từ chối hợp tác cũng sẽ khiến cho Trung Quốc được ưu tiên hoàn tiền trước những bên cho vay khác khi vỡ nợ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng giờ đây, các ngân hàng quốc doanh của Trung Quốc đang phải đối mặt với các vụ vỡ nợ lớn từ các nhà phát triển địa ốc trong nước, chẳng hạn như Evergrande, cũng như các khoản cho vay PRI của họ. Áp lực đó đã trở nên quá lớn để Trung Quốc có thể gánh chịu một mình, chứ chưa nói đến việc giữ im lặng các vấn đề. Theo đó, Bắc Kinh đã trở nên cởi mở hơn nhiều cho các cuộc đàm phán về tái cấu trúc nợ. Các cuộc đàm phán đã bắt đầu giữa Trung Quốc và cha Ethiopia và Zambia, Thật vậy, các nhà chức trách Trung Quốc đã tham gia với các nhóm quốc tế như câu lạc bộ Paris để tìm ra cái được gọi là khung khổ chung để giải quyết các khoản nợ quốc gia này, dù là một phần của BRI hay không. Giờ đây, ông Tập mô tả BRI là ngày càng phức tạp và cần sự hợp tác cũng như kiểm soát rủi ro mạnh mẽ hơn. BRI của Bắc Kinh không biến mất, nhưng một trong khoảng thời gian tương đối ngắn, sáng kiến này đã mất đi nhiều động lực các biện pháp kiểm soát rủi ro mới sẽ khiến BRI kém hấp dẫn hơn rất nhiều đối với các nước chủ nhà tiềm năng. Trung Quốc đã có một bước thụt đùi lớn về uy tín và chắc chắn là về mặt tài chính. Sáng kiến này không còn thể được gọi là dự án của thế kỷ nữa. Có một bài học khác ở đây dành cho Bắc Kinh và bất kỳ chính phủ đầy tham vọng nào khác. Các mục tiêu chính trị thậm chí là quyền lực không thể bỏ qua các quy luật kinh tế một cách vô thời hạn. Nếu các dự án không thể thanh toán thì gánh nặng sẽ đổ xuống nơi khác. Đây cũng là bài học thất bại trong quá trình thúc đẩy phát triển địa ốc kéo dài hàng thập niên của Bắc Kinh. Và thưa quý vị thân mến, qua bài phân tích này thì quý vị có nhận định như thế nào về con đường tư lụa mới của Trung Quốc? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng, chúng tôi, tôi là, là chương trình Khỏe Tự nhiên. Xin kính, kính chào và hẹn gặp lại. lại.